Lêu lêu đói khơm. Đi ăn chỉ với 20 cành, quá bình thường. Bạn nghĩ sao về một bữa ăn 15, thậm chí là 10 cành? Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đến một quán ăn mà đã gắn bó với tôi suốt cả một thời sinh viên nghèo khó. Nằm trong một con ngõ ngay đằng sau điểm chờ xe buýt gần cổng Parabol. Một quán mì tôm trứng đầy kỷ niệm. Nhìn hình là ra ảnh luôn mà. Bánh mì trứng thì hồi trước có 5 cành thôi, giờ dịch giã tăng lên 7 rồi. Hiện tại thì cũng không còn khốn khó như hồi xưa nữa, nên là tôi gọi thêm cả ruốc. Nhìn cái nhân trứng thì vẫn cứ tràn viền như ngày nào. Cán miếng bánh mì mà bao nhiêu kỷ niệm nó ùa về. Cảm giác vẫn chưa đủ no thì làm thêm một bát mì tôm trứng lộn 10 cành nữa, trông nó khá khẩm hơn hẳn bát mì mà tôi tự nấu. Làm thêm quả trứng vịt lộn này nữa thì tôi hỏi các bạn là đã đủ no chưa ạ? Combo bánh mì trứng, mì tôm trứng huyền thoại ngày nào. Giờ nghĩ lại thì vẫn chả hiểu sao hồi sinh viên mình có thể ăn một bữa chỉ có 10 đến 15 cành như vậy đi học, mà thậm chí vẫn đi làm tình nguyện giúp người khó khăn luôn. Đến giờ thì vẫn vậy. Chiếc áo Coolmate cùng bộ cạp mà tôi đang mặc ở đây, thật vui khi mà biết 10% giá trị của nó sẽ được Coolmate quyên vào chương trình Care and Share, gây quỹ giúp đỡ cho các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vừa ấm tấm thân, vừa ấm tấm lòng.